Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu Thầy thuốc trẻ Hà Nội lần thứ tư. Du lịch biển Hải Hòa, Thanh Hóa chào đón mùa hè 2020. Mưa kéo dài gây thiệt hại tại Lai Châu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 7 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện gần 5.000 hội viên của hội. Theo báo cáo tổng kết tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2020, lực lượng thầy thuốc trẻ thủ đô đã tổ chức 158 buổi khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng gần 95.000 người dân với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng, đồng thời triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nỗ lực chứng minh các y bác sĩ trẻ thủ đô không chỉ vững vàng trong công tác chuyên môn mà còn thể hiện y đức thông qua các nghiên cứu khoa học và xã hội từ thiện, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Đại hội cũng đã xây dựng mục tiêu phương hướng công tác hiệp thương chọn cử 43 người vào ban chấp hành hội, cử 13 đồng chí tham gia ban thường vụ Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội khóa 4 nhiệm kỳ 2020-2023. Trong khuôn khổ đại hội đã diễn ra lễ tuyên dương 15 thầy thuốc trẻ thủ đô tiêu biểu, trao giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần thứ 5 năm 2020 tặng 10 thầy thuốc trẻ xuất sắc nhất của thủ đô. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định số 1097 về việc tặng quà cho người có công. Theo đề xuất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức quà 400.000 đồng để tặng quà cho các đối tượng là bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 200.000 đồng để tặng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân. Trước thư kiến nghị khẩn cấp của các trường tư thục tại Hà Nội về quy định các trường tư không được tổ chức dạy học trước ngày 1 tháng 9 năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục Đào tạo phản hồi nêu rõ, năm học 2020-2021, các trường tư thục được bổ sung thời gian học tập không quá 4 tuần trên một năm. Đối với trường phổ thông tư thục cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông, năm học 2020-2021 vẫn thực hiện quy định theo thông tư số 13/2011, được bổ sung thời gian học tập 4 tuần một năm ngoài quy định đối với trường phổ thông công lập cung cấp, nhưng không thu thêm học phí cho thời gian học bổ sung. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cũng sẽ xem xét việc sửa đổi thông tư số 13/2011 theo hướng phù hợp hơn về thời gian học tập, rèn luyện ở trường và thời gian nghỉ hè của học sinh. Bộ cũng yêu cầu các trường tư thục báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo về thời gian tập trung học sinh đến trường, nhưng cần lưu ý dành thời gian cho các em được nghỉ hè trong bối cảnh kết thúc năm học 2019-2020 muộn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 3.004 học sinh đã đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 6 với chương trình thí điểm đào tạo song bằng Trung học Cơ sở Quốc gia Việt Nam và Trung học Quốc tế IGCSE năm học 2020-2021. Số lượng học sinh đăng ký cho năm học tới tương đương với số lượng thí sinh của năm học 2019-2020. Theo quy định của Sở Giáo dục Đào tạo về tuyển sinh, chương trình đào tạo song bằng lớp 6, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng vào 2 trường. Tuy nhiên, các em phải xếp theo thứ tự ưu tiên, trường nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Đăng ký dự tuyển vào lớp 6 chương trình đào tạo song bằng là nguyện vọng độc lập, không ảnh hưởng đến nguyện vọng đăng ký tuyển sinh theo tuyến vào các trường trung học cơ sở khác. Theo sách trắng mới công bố của hãng nghiên cứu IDC cho thấy, trong 10 năm tới, ví điện tử, thẻ ghi nợ và chuyển khoản ngân hàng sẽ là những phương thức thanh toán chủ yếu tại Việt Nam. Việt Nam có 45% dân số sở hữu tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, tỷ lệ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ bình quân đầu người chỉ đạt 0,5%. Giao dịch tiền mặt vẫn chiếm 80% tỷ trọng thanh toán. Theo dự báo của IDC, với dư địa tăng trưởng còn lớn so với các nước trong khu vực và trên thế giới,
Việt Nam sẽ sớm nâng cao tỷ lệ thanh toán không tiền mặt, trong đó tỷ lệ sử dụng ví điện tử sẽ tăng từ 18% năm 2019 lên 20% năm 2022. Cùng giai đoạn này, thẻ ghi nợ tăng từ 11% lên 14%. Còn hình thức chuyển khoản tăng từ 24% lên 25%. Nằm giữa miền Trung nắng gió với sự hoang sơ cùng với vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng, song hành với đó là sự đầu tư bởi những cơ sở lưu trú hiện đại, hệ thống nhà hàng đa dạng. Biển hài hòa tỉnh Thanh Hóa được coi là một lựa chọn hàng đầu cho du khách vào kỳ nghỉ hè năm 2020. Hành trình du lịch đến Hải Hòa sẽ thật là thiếu sót nếu bạn không ghé thăm đền Lạch Bạng nằm ngay mỏm núi Du Xuyên. Đây được xem là một trong những địa điểm có sinh hoạt tiên ngưỡng hầu đồng nơi cửa sông sôi động bậc nhất ở Thanh Hóa. Đền được người dân biển khởi dựng thờ tứ vị Thánh Nương, Mẫu Thoải cùng với những nhân vật có tiếng trong lịch sử Việt Nam như Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành với niềm tin và sự phù trợ cho những chuyến vươn khơi may mắn. Tiếp tục hành trình khám phá Hải Hòa, trải nghiệm tại làng nghề truyền thống nước mắm Ba Làng là một điều vô cùng thú vị. Nghề làm nước mắm đã có từ rất lâu đời ở đất này và các thế hệ sau cứ tiếp nối cha ông mà gìn giữ, phát huy. Thông thường thì cần được ủ từ 12 đến 18 tháng. Nước mắm cốt thành phẩm sẽ có màu vàng đậm như cánh gián. Đến với biển Hải Hòa, một điều quan trọng làm nên điểm nhấn ở đây chính là khách sạn Queen. Cảm nhận đầu tiên khách sạn muốn dành cho du khách chính là sự chu đáo, niềm nở từ bộ phận nhân viên đón tiếp. Tiếp đến, hệ thống phòng nghỉ hiện đại nhưng không kém phần tinh tế. Phần lớn được thiết kế hướng biển để du khách có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp và không khí khoáng đạt nơi đây. Tọa lạc ngay bên bờ biển, du khách nghỉ tại khách sạn chỉ cần vài bước chân là có thể chạm ngay đến sự mát lành của biển. Bên cạnh đó, với hơn 100 phòng nghỉ cao cấp cùng những dịch vụ tiện ích đi kèm, khách sạn Queen sẵn sàng cho những đoàn khách lớn đến nghỉ cùng lúc. Khách sạn Queen là một trong những khách sạn đẹp nhất tại biển Hải Hòa hiện nay, với thiết kế 8 tầng và hơn 100 phòng nghỉ hiện đại. Năm nay khách sạn đã đầu tư nâng cấp lại toàn bộ hệ thống trang thiết bị của khách sạn, và để đáp ứng nhu cầu của du khách khi đi du lịch, khách sạn đã đầu tư hệ thống massage sông hơi tại tầng 8, khu vui chơi giải trí của trẻ em tại tầng 1 và bar cà phê, karaoke ngay tại mặt biển. Và trong mùa du lịch năm nay thì để đồng hành và chia sẻ cùng các công ty lữ hành và du khách, khách sạn Queen đã giảm giá 50% tiền phòng. Và bằng chứng cho thấy từ đầu mùa du lịch đến giờ, khách sạn Queen rất là đông khách ạ. Trong những chuyến du lịch trọn vẹn, việc trải nghiệm ẩm thực là một điều rất quan trọng. Tại nhà hàng của khách sạn Queen, những đặc sản của biển khơi được chế biến để có thể vừa lòng những thực khách khó tính nhất. Sự đa dạng về món ăn cũng như cách chế biến khiến mỗi bữa ăn nơi đây là một trải nghiệm lý thú. Được như vậy, bên cạnh tay nghề của người đầu bếp thì nguyên liệu do nhà hàng lựa chọn là những thực phẩm tươi ngon nhất được đánh bắt ngay tại vùng biển địa phương và đều được thu mua vào mỗi buổi sáng trong ngày. Rất nhiều đoàn khách từ các tỉnh thành khi đến khách sạn Queen đều cảm nhận được điều đó. Phía chúng tôi thì chúng tôi đánh giá là cái dịch vụ du lịch của Queen, cái dịch vụ đối với các công ty lữ hành của chúng tôi thì tôi cảm thấy rất là hài lòng. Vì thực ra thì nếu như là với bản thân tôi ấy, tôi cũng đặt địa vị tôi là vào khách, thì tôi cũng muốn dùng cái dịch vụ như vậy. Thì những khách của tôi đến đây thì tôi cũng thấy rằng là họ cũng đã có được những cái ý kiến cũng như tôi, tức là họ đều rất là hài lòng. Không ồn ào cũng chẳng quá đông đúc như những bãi biển đã từng nổi danh khác, Hải Hòa chạm vào trái tim du khách bằng biển xanh, cát trắng cùng những dặng phi lao, rì rào cùng sóng vỗ. Cảnh sắc không gian nơi đây khiến những người đam mê du lịch không thể không lưu giữ cho mình những tấm hình làm kỷ niệm cũng như chia sẻ cho tất cả mọi người.
liên quan đến vụ cháy kho hóa chất ở cảng Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã khẳng định chất lượng không khí ở khu vực này ở mức cho phép. Theo kết quả quan trắc mới nhất của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hàm lượng các thông số trong môi trường không khí xung quanh cảng Đức Giang, Long Biên, Hà Nội như N-butanol, butylaceta, acetone, benzen đều đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép. Riêng hàm lượng chất toluen, một hợp chất làm dung môi hòa tan vật liệu như sơn, mực in, vẫn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép, nhưng đang có xu thế giảm sau khi được các cơ quan chuyên môn xử lý phun tiêu độc. Đặc biệt, chất lượng không khí khu dân cư xung quanh khu vực xảy ra cháy đã được Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện quan trắc nhiều lần trong những ngày qua, đều nằm trong ngưỡng cho phép và mức độ ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh là thấp, ít tác động đến sức khỏe người dân. Trước đó, vụ cháy ở kho chứa hóa chất của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Cường Việt đã được cơ quan cảnh sát điều tra kết luận nguyên nhân là do chập điện. Theo đại diện Tổng thầu Trung Quốc, trong thời gian qua họ đã bổ sung các hồ sơ hoàn công theo yêu cầu của Ban Quản lý Dự án Đường sắt thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Hiện công tác phối hợp trong việc nghiệm thu các hạng mục công trình giữa Ban Quản lý Dự án Đường sắt và Tổng thầu EPT đang diễn ra tốt. Nếu mọi việc tiếp tục diễn biến thuận lợi thì công tác nghiệm thu sẽ hoàn thành ngay trong tháng 7 năm 2020. Cũng theo đại diện Tổng thầu Trung Quốc, giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ được đưa vào vận hành thử toàn hệ thống trong vòng 20 ngày dưới sự đánh giá của Hội đồng nghiệm thu nhà nước do chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải mời vào. Cuối cùng, đích thân Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiệm thu dự án và bàn giao cho thành phố Hà Nội. Đại diện Tổng thầu EPC khẳng định nếu các công việc diễn ra đúng kế hoạch, cuối năm 2020, dự án sẽ đủ điều kiện đưa vào vận hành khai thác. Trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu, mưa liên tiếp trên diện rộng đã và đang gây thiệt hại lớn về hoa màu, tài sản của người dân, gây sạt lở nhiều tuyến giao thông trên địa bàn. Tính đến cuối giờ sáng nay, mưa lũ đã gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Đặc biệt khoảng 9 giờ sáng nay tại xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên, nước lũ cuốn trôi một ngôi nhà ven suối. Rất may do trước đó rà soát, chính quyền địa phương đã vận động chủ hộ di chuyển đến nơi an toàn nên không gây thiệt hại về người. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, hiện nay trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa vừa và mưa to trên diện rộng. Để chủ động đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, cũng như an toàn cho các công trình nhà nước, Ban Chỉ huy tỉnh đã yêu cầu chính quyền các địa phương, các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động ứng phó, tiếp tục trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết và chủ động ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra. Theo Tổng cục Thống kê, trong 51,8 triệu lao động có việc làm trong quý 2, có tới 30,8 triệu người bị ảnh hưởng do dịch bệnh, trong đó 2,4 triệu lao động mất việc, tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước gia tăng. Trong quý 2 năm 2020, có thêm 2,4 triệu lao động mất việc, khiến tỷ lệ thất nghiệp cả nước tăng 2,73%, khoảng 1,3 triệu người, trong đó khu vực thành thị tăng 4,46% so với quý 1 năm 2020. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch, bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Ảnh hưởng do giảm thu nhập chiếm tỷ trọng cao nhất với 57,3% tổng số người bị ảnh hưởng, tương ứng 17,6 triệu người. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hoàn thiện và hệ thống hóa số liệu phục vụ công tác quản lý cấp đổi giấy chứng nhận đất, từ những năm 2010, dự án đo đạc lại đã được thực hiện trên 6 huyện thành phố, 4 huyện còn lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng vừa kết thúc vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương lại đang gặp phải phiền toái do số đo của dự án sai lệch so với số đo cũ. Trên địa bàn tỉnh có hàng chục nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp theo dự án đo đạc VLAB. Thế nhưng, có tới hàng nghìn giấy chứng nhận trong số đó đã cấp mà không thể trao trả cho dân. Thậm chí, nhiều địa phương cũng không thể dùng số liệu này để cấp mới, cấp đổi cho dân. Nguyên nhân là do số đo của dự án sai lệch với số đo cũ. Nếu là gia đình đo đạc thì tôi so một cái đơn đăng ký đề nghị. Một là trên chi nhánh phòng phải đo đạc, hai là đo là công ty ngoài. Đấy, tôi đã soạn hồ sơ chuẩn bị. Thế cái kinh phí thế nào? Kinh phí thì bên công ty đã thu. Khi đơn vị phí nát đã cấp được một số rồi, còn một số trường hợp tồn đọng lại thì là do vấn đề đo không đúng mốc giới, không đúng vị trí. Tôi sẽ phối hợp với cả bên đo đạc chỉnh lý lại ban đầu. Là một đủ điều kiện để xử lý dôi dư thì sẽ đề nghị xử lý dôi dư. Trường hợp nào không đủ điều kiện xử lý dôi dư thì yêu cầu gia đình
đo đạc lại cấp ra trả lại giám sát quản lý khoảng 20% đo đạc lại. Bốn địa phương được thụ hưởng dự án đo đạc cuối năm 2019 là Ân Thi, Văn Giang, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào thì còn gặp khó khăn khác. Một phần là các đơn vị đo đạc bỏ dở, không về hoàn thiện, trong khi số đo cũng bị sai lệch nhiều. Văn Giang là địa phương được các đơn vị đo đạc bàn giao xong số liệu, nhưng cũng rất loay hoay mỗi khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với địa bàn huyện Văn Giang thì khi đo đạc lại bản đồ thì đều có sự thay đổi. Có những thửa đất thì tăng lên, có trường hợp giảm đi, cấp giấy nhận thì và đối với mỗi hồ sơ thì khi kiểm tra thì sẽ phải đối chiếu với cả hệ thống bản đồ cũ và bản đồ mới. Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số liệu chênh lệch giữa thửa đất đang sử dụng và giấy tờ quy định mà có sự không thống nhất về số liệu, trường hợp mà ranh giới thửa đất không thay đổi, không có sự tranh chấp thì sẽ được cấp giấy chứng nhận theo cái hiện trạng sử dụng đất và người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích tăng thêm. Trường hợp mà ranh giới thửa đất có thay đổi thì diện tích thửa đất tăng thêm sẽ được xem xét để cấp giấy chứng nhận và sử dụng số đo mới. Theo các địa phương thì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Thậm chí, nhiều nơi còn tới hàng nghìn giấy chứng nhận đã cấp đồng loạt theo dự án, nhưng không thể cấp đổi được cho người dân do thừa diện tích so với cấp giấy chứng nhận cũ. Nếu muốn cấp đổi, buộc phải thu hồi giấy chứng nhận mới, sau đó tiến hành đo đạc xác định lại diện tích, vừa tốn kém, vừa phiền hà và mất thời gian. Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên là một trong những đơn vị mũi nhọn của khối an ninh với nhiệm vụ chính là điều tra khám phá các vụ án xâm phạm nền an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động, những hành vi phá hoại hòa bình của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, những chiến công xuất sắc của đơn vị đã góp phần quan trọng giữ vững và ổn định tình hình, tạo môi trường lành mạnh cho kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đây là đối tượng Nguyễn Xuân Trường bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh bắt và khởi tố về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và đang phải chịu hình phạt 16 năm tù giam. Trước đó, vào tháng 6 năm 2018, thực hiện chuyên án T618 của Giám đốc Công an tỉnh về việc đấu tranh với tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tại địa bàn tỉnh và thành phố Hà Nội, Phòng an ninh điều tra đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Xuân Trường ở xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên, thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia cùng nhiều công cụ phương tiện đối tượng sử dụng để giải truyền đơn và thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam theo sự chỉ đạo của tổ chức phản động. Tới bây giờ thì tôi đã biết và suy nghĩ, nhận thức được hành vi của tôi là sai trái, đi ngược lại lợi ích của nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2020, các điều tra viên của đơn vị bắt quả tang Phạm Xuân Nhất là phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hồng Bàng, huyện Yên Mỹ, đang có hành vi nhận 6 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả tại chung cư Phúc Hưng 2, phường Bình Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Mở rộng điều tra, phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ và bắt giữ thêm 2 đối tượng ở tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức. Thu giữ gần 10.000 phôi bằng tốt nghiệp các loại, hàng trăm con dấu giả của các cơ quan tổ chức trên nhiều tỉnh thành trong cả nước. Sau khi mà chuyên án đã được đấu tranh và triệt phá và bắt giữ các đối tượng thì cái việc mở rộng đấu tranh cũng như là mở rộng chuyên án để làm sao mà xác định được hết các cái đối tượng có hành vi vi phạm luật. Và khi mà chuyên án đã kết thúc thì phải tiến hành cái công tác sơ kết và tổng kết để làm sao rút được kinh nghiệm và đề ra những cái bài học cần thiết để phục vụ cho công tác đấu tranh sau này. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo pháp luật, từ năm 2015 đến nay, Phòng An ninh điều tra đã xác lập đấu tranh triệt phá 15 chuyên án, thụ lý điều tra 39 vụ án với 116 bị can. Trong năm qua, thì lực lượng an ninh điều tra được Giám đốc phân công và Bộ trưởng tin tưởng giao nhiệm vụ phá nhiều vụ án, trong đó có những vụ án liên quan đến vấn đề kinh tế, tham nhũng, liên quan đến đất đai và liên quan đến vấn đề tài chính, ngân hàng.
Kết quả thì năm vừa rồi là đơn vị đạt là ngã cờ đầu của lực lượng an ninh về chuyên môn, là đơn vị quyết thắng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào.